Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 1 năm 2023. Các đại biểu đã được thông tin về những yếu tố tác động đến tình hình kinh tế xã hội trong nước và Thành phố Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo triển khai một số quy định gắn với chuyên đề văn hóa giao tiếp trên không gian mạng, từ đó góp phần củng cố lập trường tư tưởng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.